Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình phát sóng mỗi ngày chia sẻ những thông tin mới, thiết thực liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Lâm Đồng phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Việc nghiên cứu sản xuất trứng giống tằm tại tỉnh Lâm Đồng còn hạn chế. Cảnh báo tình trạng trộm cắp và phá hoại nông sản cây trồng. Chuyện nhà nông, những trăn trở để chương trình OCOP có những hiệu quả dài lâu. Mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay, như thường lệ sẽ tiếp tục một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng đã có quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể của quy hoạch nói trên là phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất và tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho người sản xuất, đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, gắn với chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành chăn nuôi Lâm Đồng chiếm từ 20 đến 22% trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ngoài việc hình thành những vùng sản xuất giống vật nuôi đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi của tỉnh, tỉnh Lâm Đồng xác định các khu vực khuyến khích chăn nuôi, khu vực hạn chế chăn nuôi và khu vực cấm chăn nuôi, hình thành từ 50 đến 55 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Huyện Đơn Dương đang tập trung xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững thành kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Để thực hiện được mục tiêu nói trên, nhiều giải pháp đã được địa phương này triển khai, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất. Huyện Đơn Dương ưu tiên tổ chức sản xuất theo hướng trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, dịch vụ, thực hành sản xuất theo các tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn chứng nhận được khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong hầu hết các khâu của quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Với những giải pháp đó, huyện Đơn Dương phấn đấu đến hết năm 2020, 90% diện tích đất canh tác, rau hoa và sản xuất thức ăn, quy trình chăn nuôi bò sữa được ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Giá trị bình quân 1 hectare đất sản xuất nông nghiệp ở địa phương này đạt 220 triệu đồng một năm. Có ít nhất 5 mô hình doanh nghiệp trên một trang trại sản xuất nông nghiệp theo hướng thông minh. Thưa quý vị, mỗi năm nông dân Lâm Đồng có thể nuôi gối đầu được 18 lứa tằm. Hiện nhu cầu trứng giống tằm phục vụ sản xuất ở địa phương là khoảng 200.000 hộp trứng một năm. Giá kén tằm nhiều năm trở lại đây ổn định ở mức cao đã tác động lớn đến hoạt động trồng dâu nuôi tằm của tỉnh. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng, công tác nghiên cứu sản xuất trứng giống tằm trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Hiện nay, việc sản xuất trứng giống tằm trên địa bàn chủ yếu do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng thực hiện, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 5-10% nhu cầu sản xuất, gồm trứng giống lưỡng hệ theo các cơ cấu LTQ, TN1278, LD09. Việc sản xuất trứng giống tằm hiện nay trên địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng, năng suất và giá cả nên tiêu thụ khó khăn hơn nhiều so với trứng nhập khẩu. Liên tục chương trình cảnh báo tình trạng trộm cắp và phá hoại nông sản cây trồng. Chuyên mục con số hôm nay, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trưởng giảm tới 26,2%. Chuyện nhà nông, người dân cam kết chất lượng trái xoài cho thị trường cả trong nước và xuất khẩu. Thiên Phước thân mến, theo như Thiên Phước thì trong sản xuất nông nghiệp, những điều gì mà bà con nông dân hay lo sợ nhất? Câu hỏi này thì hơi rộng nhưng mà Thiên Phước cũng biết là anh Nguyệt muốn hỏi về điều gì. Trong sản xuất thì bà con sợ nhất chắc chắn đó là dịch bệnh, rồi thiên tai, rồi nông sản rớt giá, vật tư tăng giá và cả chuyện trộm cắp và phá hoại nông sản nữa. Nói chung bà con mình phải đối mặt với đủ mọi nỗi lo. Vâng, đúng là Thiên Phước đã rất hiểu những khó khăn của bà con nông dân mình. Và Thiên Phước biết không, điều mà khiến bà con nông dân mình buồn nhiều hơn lo thì chắc chắn đó phải là câu chuyện về nạn trộm cắp phá hoại nông sản. Và trong nội dung tiếp theo này, anh Nguyệt xin chia sẻ với Thiên Phước và quý bà con những câu chuyện rất bức xúc về hành vi đáng lên án này. Đêm ngày 3 tháng 6 mới đây, vườn sầu riêng Thái của anh Nguyễn Quốc Duy ở thôn 8 xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rờ Lấp đã bị kẻ gian cắt trộm 50 quả, trọng lượng khoảng 1,5 tạ. Lợi dụng đêm mưa, kẻ gian vào rẫy lựa chọn những quả già và cắt sạch. Dù vườn cây chỉ cách nhà vài trăm mét,
Anh Duy cho biết 20 cây sầu riêng Thái chăm sóc theo hướng an toàn, trái được bao bọc cẩn thận, năm nay mới cho thu bói khoảng 5 tạ. Đầu tư chăm sóc 7 năm trời, công sức đổ vào vườn chưa kịp thu, kẻ gian đã ăn trước. Với giá thị trường khoảng 50.000 đến 60.000 đồng một ký như hiện nay, vụ trộm làm gia đình mất gần 10 triệu đồng. Kẻ gian, nói chung là lợi dụng là lúc tôi không có ở đây thì đã xâm nhập vào lấy. Như thiệt hại của gia đình tôi thì tầm 50 quả. Theo phản ánh của người dân, từ đầu vụ thu hoạch đến nay trên địa bàn xã Nhân Cơ đã xảy ra nhiều vụ mất trộm sầu riêng. Người dân rất lo lắng. Các vụ trộm sầu riêng chủ yếu vào ban đêm, trong khi vườn sầu riêng thường diện tích lớn, không có tường rào nên kẻ gian rất dễ xâm nhập và khó bị phát hiện. Địa bàn thôn 8 cái diện tích sầu riêng nó nhiều, thì vừa qua có một số hộ cũng có mất nhưng mà với số lượng nó ít, người ta không báo. Nhưng vừa rồi là có ông nhà Nguyễn Văn Minh vừa rồi á, là số lượng mất nhiều, nó tầm khoảng từ 1 tạ đến 1 tạ rưỡi. Việc này thì cũng trình lên công an xã để mà phối hợp lại với địa phương rồi để tìm thử là cái đối tượng nào. Xã Dân Cơ có hơn 100 hectare sầu riêng, giá sầu riêng luôn ổn định ở mức cao, do đó nguy cơ mất trộm thường xảy ra. Tuy nhiên, những vụ trộm sầu riêng là án mờ, việc điều tra rất khó khăn. Trước thực trạng trên, ngay từ đầu vụ, công an xã và thôn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền để dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Đề nghị bà con trong địa bàn xã Nhân Cơ tăng cường công tác bảo vệ tài sản, phối hợp với công an xã, ban chỉ huy quân sự xã tăng cường cái việc tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Đồng thời khi có vụ việc xảy ra, ví dụ như hành vi trộm cắp tài sản, phải kịp thời thông báo cho cơ quan công an để cùng phối hợp xác minh làm rõ. Vụ thu hoạch sầu riêng còn lại kéo dài đến tháng 9, tình trạng trộm cắp sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy bà con nông dân cần nâng cao cảnh giác, hạn chế cho người lạ, thương lái vào vườn, phân chia người canh giữ để phòng trộm cắp. Vâng, nếu như câu chuyện trộm cắp sầu riêng đang được quan tâm tại Đắk Nông, thì câu chuyện hơn 3 sào hồng xiêm hay còn gọi là sabuche và mít của một người dân tại thôn Vân Trì, xã Dân Tiến, huyện Khói Châu, Hưng Yên đã bị kẻ gian chặt phá, đang xôn xao gây bất bình nhiều người dân ở địa phương này. Theo phản ánh của anh Nguyễn Mạnh Cường, trú tại thôn Vân Trì, xã Dân Tiến, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, gia đình anh có 3 sào hồng xiêm, mít và một số cây khác đang trong quá trình ra quả non và đợi đến ngày thu hoạch. Nhưng vào đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23 tháng 5, khi anh ra thăm vườn thì thấy 3 sào hồng xiêm mít của mình bị kẻ gian chặt phá, đổ rạp xuống đất. Mình không bắt được tận tay cho nên mình không dám nghi vấn ai. Nếu như mà nghi vấn thì bây giờ nó cũng khó. Tất cả bao nhiêu trong 3 năm rồi mà hai vợ chồng đã làm lụng rồi chăm sóc thì bây giờ nó coi là mất hết. Theo ghi nhận, 3 sào đất có 50 cây hồng xiêm và 5 cây mít, trong đó có 42 cây bị kẻ gian chặt phá, hỏng hoàn toàn không thể hồi phục. 5 cây mít bị chặt đứt hoàn toàn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Cường và gia đình đã có đơn trình báo đến Ủy ban Nhân dân xã Dân Tiến. Được biết, Công an huyện Khói Châu đã thụ lý vụ án và đang điều tra xử lý. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 5 tháng đầu năm nay, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trưởng giảm tới 26,2%. Theo ước tính, tháng 5 năm 2019, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 180.000 tấn, trị giá 72 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 17,6% về lượng và giảm 26,2% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân giảm 10,5% xuống còn 400 đô la Mỹ một tấn. Tính từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2019, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 1,09 triệu tấn, trị giá 423 triệu đô la Mỹ, giảm 15,9% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính riêng mặt hàng sắn, trong tháng 5 năm 2019, xuất khẩu ước đạt 24.000 tấn, trị giá 5 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 50,5% về lượng và giảm 55,9% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân giảm 11% xuống còn 227 đô la Mỹ một tấn. Tính đến hết tháng 5 năm 2019, xuất khẩu sắn ước đạt 222.000 tấn, trị giá 45 triệu đô la Mỹ, giảm 57,2% về lượng và giảm 58,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài mặt hàng sắn lũy kế đến hết tháng 5, một số mặt hàng nông sản khác cũng có mức tăng trưởng âm như là điều, cà phê, hạt tiêu, cao su. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Vừa qua, 8 tấn xoài đầu tiên của Việt Nam, cụ thể hơn là xoài Đồng Tháp được xuất sang thị trường Mỹ, là một niềm vui lan tỏa đối với người dân, nhất là những người nông dân gắn bó với cây xoài.
Cho đến thời điểm hiện tại, dù mùa xoài chính vụ đã kết thúc, tuy nhiên những lô hàng tiếp theo sản xuất theo phương pháp trải vụ vẫn đang được các công ty thu mua xuất đi đều đặn. Với sự quyết tâm, người trồng xoài Đồng Tháp luôn cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng nhất cho thị trường cả trong nước và xuất khẩu. Người trồng xoài ví những mùa xoài mất giá liên tiếp giống như những cú tát mạnh, dù có choáng nhưng sẽ bừng tỉnh ngay sau đó. Cộng với liều tăng lực từ việc xoài Việt đã có mặt tại thị trường Mỹ, Đồng Tháp đang không thiếu những nhà vườn quyết tâm đeo đuổi con đường sản xuất sạch. Trường bây giờ nếu mà bà con người ta có tiền, người ta ra chợ, người ta cũng phải lựa cái loại nào sạch, rau sạch, trái cây, rau quả sạch, trái cây sạch để người ta ăn. Chứ còn như thực sự bây giờ trái cây mà nó không an toàn, nó ra chợ hiện tại bây giờ đổ đóng bán được có 4-5 ngàn ký thôi. Nhưng trong khi đó mà thương lái nó tới vườn mình luôn, mình không có xoài mình bán luôn đó. Là một trong năm ngành hàng chủ lực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đồng Tháp đã có hơn 180 hectare xoài được chứng nhận Việt Gáp, gần 45 hectare đạt Global Gáp và gần 20 hectare được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cùng với đó là hơn 300 hectare được cấp mã số vùng trồng. Đây là vùng nguyên liệu quan trọng giúp Đồng Tháp tự tin đủ khả năng cung ứng đầy đủ nhu cầu nông sản an toàn. Ngay sau khi những trái xoài đủ chuẩn được thu hoạch, phân loại sẽ được rửa trong bồn xử lý mủ, loại bỏ nguy cơ gây hư trái, sau đó tiến hành cho vào dây chuyền hiện đại bao gồm các khâu rửa xoài bằng nước nóng, xử lý hóa lý, sấy khô và cuối cùng là dán nhãn đóng gói. Đây là trung tâm tiên tiến xử lý xoài sau thu hoạch mà Đồng Tháp đang sở hữu. Cái mủ không còn dính da để không có cái bệnh cháy da trên cái trái xoài. Nó triệt để được cái bệnh thối đầu cuống, trái xoài chu có thể để được 25 tới 30 ngày. Còn trái xoài mà tưởng da xanh thì có thể để được 40 ngày. Trái xoài của Đồng Tháp chúng tôi đã từng đưa đi đó, thì chúng tôi chưa nhận được cái phản ảnh của người tiêu dùng. Trái xoài đóng gói nó khô ráo và chất lượng cái da mịn ở trên vẫn còn. Và chất lượng khi đưa sang thì cái độ hư hỏng mà rất ít. Giấy thông hành đã có, quyết tâm đã có, con người cũng đã đầy đủ, thì không có lý do gì người sản xuất xoài từ bỏ cơ hội vàng để đổi đời cho trái xoài quê hương. Xin được chuyển đến với một câu chuyện tại tỉnh Lâm Đồng. Để hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả, nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp hướng về cơ sở. Một trong số đó là việc khởi động chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020. Qua thực tế triển khai, một số đề xuất đã được các địa phương và đơn vị tham gia chương trình nêu lên. Công ty cổ phần Thái Châu là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2014, chuyên chế biến nhiều loại nông sản đặc trưng ở địa phương như cà phê, trà, maca. Để có một lượng hàng ổn định cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước, đơn vị này đã liên kết với 500 nông hộ địa phương tiêu thụ hàng chục tấn nông sản tươi mỗi ngày. Thì chúng tôi mong muốn đó là thông qua chương trình OCOB thì được sự hỗ trợ về vốn và ngoài ra thì hỗ trợ về kỹ thuật. Và thứ ba đó là tham gia các cái chương trình hỗ trợ cũng như các chương trình quảng bá xúc tiến để làm sao mở rộng thị trường. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm chỉ mới được khởi động thời gian gần đây, nên theo nhiều doanh nghiệp và địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ một số chương trình như khuyến nông, xúc tiến thương mại, v.v., tỉnh Lâm Đồng cần có giải pháp liên doanh, liên kết, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đẩy mạnh các chuỗi giá trị sản phẩm để phát triển thương hiệu và thị trường, nhân rộng và phát triển mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển các siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện ích để tiêu thụ nông sản an toàn. Cái này phải cộng hưởng từ hai bên. Thứ nhất là về những cái nhà sản xuất và thứ hai nữa là về cái quản lý của nhà nước. Chương trình OCOB này thì Hội Nông Dân cũng đã triển khai đến cho bà con. Tuy nhiên là cái chương trình này nó còn mới thì rất mong là các ngành, các cấp sẽ cố gắng giúp đỡ để quảng bá các thương hiệu sản phẩm cho bà con và cung cấp thông tin để bà con nắm rõ hơn. Cái chương trình OCOP này đi đến với người dân cũng như các doanh nghiệp, các tổ hợp tác thì trước hết là chúng ta làm tốt cái công tác tuyên truyền để người dân biết được là cái chương trình này mang lại lợi ích gì cho người tham gia. Đó là những kiến nghị chính đáng xuất phát từ quá trình triển khai thực tế. Đáp ứng được những đòi hỏi đó thì chương trình Mỗi xã một sản phẩm mới thực sự tiếp thêm nhiều sản phẩm đặc trưng ở địa phương phát triển, góp sức xây dựng nông thôn mới hiệu quả dài lâu. Thưa quý bà con, những nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc có thể gọi điện thoại về số 02633 829 930. Thiên Phước và Ánh Nguyệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.